Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho bài thử thách nhỏ trang 11 sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài yêu cầu chúng ta như sau: muốn so sánh -15/81 và 7/90, ta phải làm như thế nào? Ở đây thì ý kiến của bạn Vuông cho rằng ta phải tìm bội chung nhỏ nhất của 81 và 90. Còn ý kiến của bạn Tròn thì cho rằng vì -15/81 nhỏ hơn 0 và 0 thì lại nhỏ hơn 7/90, nên ta có -15/81 nhỏ hơn 7/90. Đấy, vậy ở đây thì chúng ta thấy rằng cách làm của bạn Tròn rất là ngắn gọn, đúng không ạ? Không cần quy đồng, không cần phải tìm bội chung nhỏ nhất để chúng ta so sánh hai phân số này, mà chúng ta có thể so sánh thông qua một số khác. Đấy, chúng ta có thể gọi là so sánh trung gian, đúng không ạ? Cụ thể là đối tượng trung gian ở đây của chúng ta chính là số 0. Đấy, vậy thì đề bài yêu cầu chúng ta là không quy đồng mẫu số. Em hãy so sánh 31/32 và -5/57. Đấy, vậy thì ở đây cô sẽ thực hiện so sánh hai phân số này theo cách so sánh của bạn Tròn, được chưa ạ? Vậy thì trước khi so sánh thì các em sẽ cùng đánh giá giúp cô nhé. Nếu một phân số mà có tử và mẫu là hai số cùng dấu, ví dụ hai số cùng dương, đây các bạn có thể nhìn thấy cho cô là 31 và 32 đều là số dương, đúng không ạ? Nếu tử và mẫu cùng dấu, nghĩa là cùng số dương hoặc cùng số âm, thì phân số đó sẽ lớn hơn 0. Đấy, còn nếu mà một phân số mà có tử âm, mẫu dương hoặc là tử dương, mẫu âm, thì phân số đấy sẽ nhỏ hơn 0. Đấy, từ đây thì chúng ta sẽ so sánh được trung gian hai phân số này với cả số 0. Vậy bây giờ cô sẽ trình bày lời giải chi tiết cho bài tập này. Ta có này, ba mốt phần ba hai thì lớn hơn không. Đó, như cô vừa nhận xét đúng không ạ? Tử và mẫu đều là số dương nên phân số này lớn hơn không. Và -5/57 thì nhỏ hơn không. Đấy, bởi vì tử và mẫu trái dấu nhau. Đấy, nên số này thì bé hơn 0, còn phân số này thì lại lớn hơn 0. Vậy thì chúng ta có được là -5/57 sẽ nhỏ hơn 31/32, đúng chưa ạ? Đấy, vậy là cô đã so sánh được hai phân số này mà không cần phải quy đồng mẫu hai phân số rồi, đúng không ạ? Đấy, chúng ta sử dụng phương pháp so sánh trung gian và cụ thể là so sánh qua số 0. Rồi, vậy là cô và các em vừa thực hiện xong lời giải cho bài tập này. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.